Thời gian gần đây, báo điện tử Tầm Nhìn nhận được đơn tố cáo của giáo viên và phụ huynh trường tiểu học Lê Văn Tám về việc cô giáo Nguyễn Thúy Hảo, nguyên bí thư chi bộ, hiệu phó trường tiểu học Lê Văn Tám, thành phố Thái Nguyên, người đã chống tham nhũng theo chủ trương của Đảng, tố cáo những sai phạm của hiệu trưởng Nguyễn Phương Thanh nhưng lại đang bị kỷ luật không đúng theo nguyên tắc Đảng, quy định của pháp luật và luật viên chức. Cụ thể, năm 2016, cô giáo Hảo phản ánh những sai phạm của hiệu trưởng, nhưng các cấp chính quyền và cơ quan chuyên môn của thành phố Thái Nguyên không xác minh làm rõ những sai phạm của hiệu trưởng, mà ngược lại, Đảng ủy phường Tân Thịnh vội vàng tiến hành kỷ luật cô giáo Hảo. Sau đó, đến ngày 29 tháng 12 năm 2017, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên ban hành quyết định số 14599 QBUBND kỷ luật cách chức mà không chứng minh được lỗi vi phạm của cô giáo Hảo. Đến khi thanh tra thành phố Thái Nguyên có kết luận về các sai phạm của hiệu trưởng và hiệu trưởng đã bị kỷ luật cả bên Đảng và chính quyền, bị thôi giữ chức hiệu trưởng. Qua kết luận thanh tra có thể thấy rằng cô giáo Hảo đã tố cáo đúng. Tiếp theo đó, cô Nguyễn Thúy Hảo cùng phụ huynh nhà trường tiếp tục làm đơn khiếu nại lần 1, đề nghị thành phố hủy quyết định kỷ luật cách chức. Tuy nhiên, sau khi giải quyết thì thành phố vẫn giữ nguyên quyết định ban đầu. Để làm rõ sự việc, cô giáo Hảo tiếp tục gửi đơn khiếu nại lần 2 đến chủ tịch tỉnh theo quy định. Và phải sau gần 3 năm trôi qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh mới có kết luận giải quyết. Đó là quyết định 3392 QĐUB ngày 22 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Đồng thời, lúc này hồ sơ kỷ luật của cô giáo Hảo mới được hé lộ. Đó là các biên bản mà hiệu trưởng báo cáo lên Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên cho là cô giáo Hảo có hành vi tự ý bỏ việc. Qua xác minh và đối chiếu với các quy định của pháp luật, luật viên chức, nghị định 27 của chính phủ về xử lý kỷ luật viên chức cho thấy, đối với kỷ luật hành vi tự ý bỏ việc, các biên bản lập về việc cô giáo Hảo vi phạm ngày nghỉ không đúng mẫu biên bản về việc vi phạm kỷ luật, không mời người vi phạm dự họp, không có tên người vi phạm trong thành phần tham dự họp, không có tang chứng về việc vi phạm, không có ý kiến và chữ ký của người vi phạm. Tất cả biên bản đó được lập ngoài giờ hành chính. Căn cứ với các quy định thì các biên bản này không có hiệu lực. Một điều cho thấy rõ ràng, hiệu trưởng là người vi phạm pháp luật nghiêm trọng, vi phạm luật lao động, vi phạm quy chế làm việc của ngành và của đơn vị. Bởi lẽ, pháp luật quy định kỷ luật phải tuân thủ Nghị định 27 của Chính phủ về xử lý kỷ luật viên chức. Xử lý kỷ luật phải đảm bảo khách quan, công khai và phải thông báo cho người vi phạm. Đến dự họp bằng văn bản, người vi phạm không đến họp thì phải ghi rõ ý kiến vào văn bản thông báo đó. Bà Thanh cho là cô Hảo tự ý bỏ việc trong 9 ngày. Bà ấy không liên lạc được với cô Hảo. Nhưng qua xác minh cho thấy, hiệu trưởng là người ký duyệt danh sách thanh toán chế độ bảo hiểm cho cô giáo Hảo và cũng chính hiệu trưởng chỉ đạo cấp dưới đi lĩnh tiền bảo hiểm cho cô giáo Hảo. Trong sổ sách của tổ chức công đoàn cũng ghi chép rõ ngày, tháng công đoàn đến thăm cô giáo Hảo nghỉ ốm theo chế độ. Việc trả lương cho cô Hảo cũng được thực hiện theo chế độ ngày công của viên chức khi nghỉ ốm. Trong một diễn biến liên quan, khi trao đổi với phóng viên, một số phụ huynh thắc mắc tại sao căn cứ vào các biên bản này để kỷ luật cô giáo mà bà Thanh và Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên lại giấu kín suốt 3 năm nay. Bây giờ mới công khai những biên bản này, tại sao cô Hảo lại không được cung cấp các biên bản đó theo quy định? Phải chăng có sự mập mờ ở đây? Ngoài ra, cô Hảo còn cho biết thêm, bà Thanh báo cáo cấp trên là tôi tự ý bỏ việc, không liên lạc được với tôi, nhằm cáo buộc cho tôi có hành vi đó để trả thù vì tôi đã tố cáo bà Thanh sai phạm về tài chính. Như thanh tra thành phố đã kết luận, nhưng thực chất là tôi nghỉ ốm. Bà Thanh cũng biết việc này nên chính bà Thanh mang quà sang tận nhà thăm tôi. Sau khi bà Thanh về còn nhắn tin chúc tôi nhanh khỏe, camera nhà tôi và các nhà hàng xóm đều ghi rõ việc bà Thanh đến nhà tôi. Vì tôi nghỉ ốm nên bà Thanh vẫn ký duyệt danh sách cho tôi hưởng ngày công của lương ốm theo chế độ. Công đoàn và các tổ chức trong nhà trường vẫn đến thăm tôi theo quy định. Mặc dù trong suốt thời gian đó, Thanh tra Chính phủ đã có văn bản số 1029 BTCDTWXLD ngày 29 tháng 3 năm 2018 đề nghị Chủ tịch tỉnh giải quyết theo quy định của pháp luật tránh kéo dài gây bức xúc cho người dân. Ngày 25 tháng 3 năm 2019, Ban Nội chính Trung ương cũng thành lập tổ công tác lên xác minh vụ việc và có đề nghị tỉnh giải quyết theo quy định. Ngày 20 tháng 5 năm 2019, Ban Nội chính Trung ương có công văn số 3986 CVBNCTVK đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên giải quyết theo quy định. Nhưng đến nay vụ việc vẫn án binh bất động.
Kẻ sai phạm đã bị xử lý, người có thành tích trong phong trào chống tham nhũng theo chủ trương của Đảng, lẽ ra phải được khen thưởng thì đang chịu oan sai. Vì vụ việc trường Lê Văn Tám chưa được giải quyết triệt để nên hiện nay chúng tôi đang phải tiếp nhận nhiều đơn thư của giáo viên và phụ huynh tố cáo phản ánh tiêu cực đối với một số trường trong địa bàn tỉnh. Báo điện tử Tầm Nhìn sẽ tiếp tục thông tin trong các phóng sự tiếp theo.